tâm mới mang xe lớn với lại sắt chứ được một bó như thế này người ta gọi là bó cạp cao cắt một cao thì có nhiều sự động trong một cao thì có nhiều dạng dạng khác nhau có thể là dạng chịu lực có thể là dạng chống ngoại ngoại hoặc toàn bộ sợ có kích thước của nhà tùy theo nhà cung cấp tùy theo nhà sản xuất đây lỗi cắt cái phần này là phần polymer còn sợi polymer hoặc là sợi dây cái phần này rất quan trọng trong quá trình vận hành thì thành này sẽ chứa chất cấu trúc cái chất cấu trúc là các bệ thông thường này chữ Z này chữ S các bệ song song rồi bây giờ là chúng ta là người vận hành đúng không cứ giảm các tải và chơi các đấy đối với các thì cũng có cái tải này là cái tải nó có và nếu như đứt và bị sợ đứt vào điều sẵn thì chúng ta phải bỏ đứt vào điều sẵn thì bắt buộc phải bỏ thì chính là cái mặt này chúng ta giải lao đi nhé.